mặc dù là sở trường của mình nhưng mà mình cũng là không mấy tự tin, bởi vì là mình đã nghỉ nhảy nó là 6 năm rồi. Cái trình độ nhảy của mình so với cả những bạn khác là thấp kém hơn rất là nhiều. Rồi cơ thể của mình sẽ bị chững lại. Điều này sẽ làm mình là chia tay sớm chương trình. Không có lý do gì phải ra về sớm cả. Khả năng nhảy múa hip hop tốt như vậy, biểu hiện cơ mặt tốt như vậy, và em biết cách nhập vai vào trong cái bài thi của mình. Thực sự em làm cho anh xúc động. Tại anh thấy em nhảy như vậy, kỹ thuật cao như vậy, mượt như vậy, hay như vậy. Anh rất tự hào em. Hà nghĩ rằng là bạn là một trong những thí sinh mà đáng gờm trong cuộc thi bước nhảy ngàn cân năm nay. Đã đến phần biểu diễn cuối cùng, mình sẽ gom toàn bộ những cái niềm đam mê nhảy múa đã ngủ sâu 6 năm nay và biến nó thành một cái thứ năng lượng để mình tỏa sáng trong đêm chung kết. Ngọc Anh ơi, quyết tâm chiến thắng!